Rồi, bài thi thuật tiếp theo trên Illustrator 2020. Chúng ta sẽ trang trí cái chữ, cái tiêu đề, cái chữ tựa của cái ấn phẩm một trang này. Tôi đổi cái này thành phong Helvetica New. Và tôi cho nó thành cái Condensed Black để nó bự lên. Rồi chúng ta sẽ cho nó bự lên đi. Ta sẽ cho nó bự lên. Cho nó là chữ in luôn. Đây chúng ta cho chữ in luôn. Rồi cho nó bự lên. Chúng ta cho chữ bí quyết duy trì thói quen tập luyện ở nhà. Như vậy chữ bí quyết mỗi cái một dòng đi. Ở nhà có thể là hai dòng. Vậy chúng ta sẽ cho cái chữ nó to lên. Rồi như thế này. Như vậy thì để tôi cấn cho cái hình ảnh của nó thấy được ở trong đây, thì chúng ta sẽ cắt cái nền này, cái nền trắng này. Như vậy thì muốn như vậy thì chúng ta sẽ create outline cái dòng này. Tôi để dành lại cái phần này. Chúng ta create outline để dành để chút xíu chúng ta, nếu mà chúng ta có muốn chỉnh sửa lại, chúng ta chỉnh sửa cái bản mà có thể chỉnh sửa được nữa. Create outline. Và sau đó tôi chọn cái chữ mà đã create outline nè, với lại cái hình shape này. Chúng ta vào các object, chúng ta chọn cái compound path và chúng ta mask nó. Như vậy nó lủng lộ, nó sẽ lủng lộ phía dưới. Nó lủng lộ phía dưới. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái nền này có một cái màu gì để chúng ta thấy được cái hình phía dưới cho nó dễ hơn. Chọn màu đây coi. Chúng ta sẽ áp cho nó một cái mảnh tối. Đây tôi cho cái mảnh này. Đây tôi cho cái này màu đen nè. Cái này màu đen ha. Sau đó chúng ta cho nó giảm độ trong đi. Như vậy đọc được cái chữ bí quyết này luôn. Tôi cho này trở về trắng lại. Đó là chúng ta làm cái tiêu đề.